vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Đây nè anh, đây là cái lô đất cuối cùng của công ty em á. Cái khu vực này á, địa thế rất là tốt, giá lại đang tăng cao á. Giá sao em? Dạ, có 3 tỷ à. Anh yên tâm đi, chỗ em với anh á, là người quen biết. Để em báo với công ty, giảm cho anh 10%. Đất này giá vậy thì hơi căng đó, cho anh suy nghĩ lại nha cưng. Trời ơi, suy nghĩ gì anh ơi, đây là lô đất cuối cùng của công ty em rồi đó. Anh mà không nhanh tay á, là mất đó, uổng lắm. Thì cũng phải để cho anh cân nói tài chính lại chứ cưng. Là một nhân viên môi giới bất động sản với tính tình lạ lơi, nên Kiều cũng bắt được rất nhiều dự án cho công ty của mình. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng chính hành động và suy nghĩ của cô gái trẻ này đã đẩy người khác vào chốn lao lý. Ông nghĩ sao mà ông đòi mua cái lô đất đó vậy hả? Đúng là đàn bà không có biết gì hết trơn á. Tôi không hiểu biết, bây giờ ông giải thích cho tôi nghe coi. Cái lô đất nó đang tăng giá, đây là cơ hội tốt để đầu tư đó. Nhưng mà tôi nói cái sổ tiết kiệm chỉ còn có nhiêu đó à, mà đã thống nhất là để cho con Trinh nó đi du học rồi. Chuyện đi học để tính sao? Trễ 1-2 tháng không có gì hết á. Nè, tôi nói cho ông biết nha, tôi không đồng ý rút tiền. Ông làm sao thì làm. Để dành được ít tiền tiết kiệm đầu tư cho con cái mình đi du học, nhưng ý định này của bà Nhàn bị chồng mình ngăn cản. Con coi đó, tánh bà con kỳ cục. Sao vậy mẹ? Thì cái bảo hiểm ba mẹ mua cho con từ hồi nhỏ đó, tháng trước hết hạn, mẹ rút ra, mẹ gọi sổ tiết kiệm tính cho con đi du học, mà ba con đòi đầu tư bất động sản. Nhưng mà thủ tục đi du học con đăng ký hết trơn rồi, giờ mong có tiền thì làm sao hả mẹ? Con đã phỏng vấn chưa? Con chưa có phỏng vấn, nhưng mà con có hỏi mấy anh chị khóa trên về kinh nghiệm hết rồi. Con chắc là lần này con sẽ đậu đó mẹ. Nhưng mà ổng cứng đầu như vậy thì biết làm sao? Thôi, nếu mà ba đã quyết định như vậy rồi á, thì mình làm theo ý ba đi mẹ. Mẹ cũng biết tính ba rồi đó. Ba mà muốn cái gì á, thì đâu ai cản được đâu. Thôi, từ từ, để mẹ khuyên ổng coi làm sao. Chứ mày thấy á, đầu tư bất động sản cũng rủi ro lắm. Anh khỏe không? Anh khỏe. Để anh ra ngoài nói chuyện với em. Anh coi nè, em vừa mới tập thể dục xong, tim em đập nhanh quá trời luôn á. Anh ra ngoài rồi. Có chuyện gì em nói đi. Thì cái hợp đồng em nói với anh hôm bữa á, anh thấy làm sao? Anh đọc rồi mà có nhiều chỗ nó còn chưa hiểu. Vậy ngày mai em qua nhà anh tư vấn cho anh mấy chỗ anh không hiểu, rồi sẵn tiện em massage cho anh để anh khỏe. Anh thấy được không? Ok, mai cứ qua đi. Nhà của ai hết á? Chốt vậy ha. Ok, mai gặp. Bye em. Mình mà đã chăn lưới thì cá nào mà không cắn câu. Khổ ông, tôi thấy thuốc vẫn còn mà.
Ông thầy thuốc Đông Y này một tháng ông xuống đây có một lần, bây giờ không tranh thủ, hết thuốc rồi thuốc đâu tôi uống. Cái gì vậy ba? Mày chở ba ra tiệm thuốc Đông Y lần trước á, hốt thuốc cho tao đi. Nhưng mà con đang phỏng vấn mà. Không mấy ba chở mẹ đi đi. Xin lỗi mọi người nha, nhà em có tí việc. Chuyện của mày tính sau đi. Ba, sao ba kỳ vậy? Lần sau á, ba con có sai gì á thì con làm lẹ đi nha. Cha con cãi lộn hoài không tốt đâu. Nhưng mà ba kỳ cục quá mẹ. Con cũng có công việc riêng của con. Ba cứ giật ngược giật xuôi bắt người ta làm theo ý của mình, sao mà được? Thôi đừng có cãi lời ổng á. Dù gì cũng là ba của con mà. Nhưng mà ba bị cái gì vậy mẹ? Con thấy ba cũng bình thường mà. Ờ thì ba cái thuốc bổ dành cho đàn ông mà. Trời ơi, vậy mà con tưởng nó có gì ghê lắm. Thôi đi lẹ lẹ đi rồi về. Em uống nước không? Lấy nước em uống nha. Dạ, hỏi. Em hôm nay tranh thủ qua đây để tư vấn thêm cho anh về hợp đồng, để anh nhanh chóng đặt cọc. Nếu đặt cọc, rồi khi nào mới ra công chứng em? Dạ, trong vòng một tháng. Một tháng anh sợ anh chuẩn bị tiền không kịp á. Anh yên tâm đi, nếu mà anh chưa chuẩn bị tiền kịp á, công ty bên em sẽ kéo dài thời gian cho anh. Cũng lời khăn cho anh đó. Mà biết đâu á, trong cái thời gian anh đặt cọc á, có người trả giá cao, anh cũng có lời mà. Biết cá sắp cắn câu nên Kiều tiếp tục dùng thể xác mình để mồi chài ông Nam. Mạnh bạo hơn, cô gái này không ngần ngại đến tận nhà khách hàng của mình để thể hiện nè sự ông, nhiệt tình. Trăm triệu tôi để trong tủ, ông có lấy không? Có. Ông lấy làm gì mà những 100 triệu lận? Tiền tôi làm ra, bây giờ có chuyện cần thì tôi lấy. Nhưng tiền đó là tiền tôi chi tiêu trong nhà, giấy đóng học phí cho con. Bây giờ ông lấy như vậy, nó thâm hụt thì tôi tính làm sao? Tôi không cần biết, đó là chuyện của bà. Ông này kỳ cục. Vậy ông lấy làm gì mà lấy những 100 triệu? Tôi đi đặt cọc miếng đất đó. Hôm nay hết hạn rồi. Ông quyết định mua miếng đất đó rồi hả? Đúng rồi. Sao ông không bàn với tôi một tiếng? Bà biết gì mà bàn. Bây giờ ông đặt cọc rồi, rồi ông lấy tiền đâu mà chồng cho người ta? Rút sổ tiết kiệm, tôi nói với bà rồi, còn thiếu bao nhiêu tôi đi vay. Trời ơi là trời, ông làm ăn mà không có tính toán kỹ lưỡng gì hết trơn á. Tự nhiên mua đất, không có tiền đi vay, lỡ có chuyện gì xảy ra, lấy tiền đâu mà trả cho người ta? Tôi tính toán kỹ rồi, mua là có lời. Tốt nhất bà im đi, để tôi làm ăn. Ông Nam chấp nhận cọc tiền mua lô đất cũng chỉ vì những lời mật ngọt. Những con mồi như ông Nam không khó đối với những chiếc bẫy mà Kiều và những người đồng nghiệp mình giăng ra. Anh yên tâm đi, em đang giữ mồi cái ông này để chốt cái lô A bên công ty mình đó. Thậm chí á, nè em còn hiến cả thể xác của em cho ổng nữa. Không lẽ ổng không chốt? Em bảo đảm với anh là sẽ bán được cái lô A đó. Anh tin em đi mà. Dạ. Vô, nhanh lên. Mời em ngồi. Em xin giới thiệu với anh chị. Đây là anh Hưng. Anh Hưng bên em á, rất là thích cái lô đất mà anh Nam vừa đặt cọc á. Hôm nay em giới thiệu anh Hưng đến với anh chị. Rồi mọi người tự thương lượng với nhau ha. Thực sự thì em rất là thích cái lô đất của anh. Nếu như mà anh đã đặt cọc rồi, hay là anh sang tay lại cho em đi, chênh lệch 30%. Nhưng
tôi chưa có ý định bán. Được rồi, nếu như mà 30% chưa đủ, tôi có thể lên 50%. Em thấy anh chị còn đang phân vân quá. Hay là anh chị cần thời gian để suy nghĩ? Được rồi, để tôi bàn thêm với ổng. Được rồi, anh chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu như mà có thay đổi ý định thì liên lạc lại sớm với em. Vậy để tôi bàn lại với ổng coi sao. Bây giờ thì cũng trễ rồi, em xin phép về trước. Rồi, có gì sẽ liên lạc lại. Chào em. Chào chị, chào anh. Anh chị tranh thủ nha, hàng công ty bên em toàn là hàng hot không đó. Dạ. Thưa ba mẹ, con mới về. Ai vậy ba mẹ? Khách của ba. Khách của ba con á. Dạ, vậy thôi con lên trước nha. Đó, mà thấy chưa? Đất của tôi đầu tôi luôn thì chỉ có lời thôi. Bây giờ ý bà sao? Bán hay đầu tư? Hay là mình bán cho người ta đi. Có lời 50% là được rồi. Nè ông, bữa nay á, cái thằng Hưng gì đó có qua sẵn tay lô đất không? Tôi suy nghĩ lại rồi, chắc tôi không bán đâu bà ơi. Cái gì? Vậy là ông vẫn quyết định trồng tiền mua lô đất đó hả? Thì bà cứ suy nghĩ đi. Mình vừa mới đặt cọc thôi mà đã sang tay lời 50% rồi. Bây giờ mình gom tiền, mình lấy miếng đất đó, để trong thời gian cái lời nó sẽ lên cao hơn nữa. Nhưng mà sao tôi thấy cứ lo lo. Dạ tiếc quá, cái lô đất mà hôm bữa anh chị không chịu sang tay, khách của em giận chốt lô khác mất tiêu rồi. Đó, ông thấy chưa? Không chịu nghe lời tôi. Tôi kêu bán thì không chịu bán. Đất này có giá, không mua thêm thì thôi. Bán gì mà bán. Nếu mà anh chị muốn mua, bên em còn một lô đất khác nữa cũng đang có giá dữ lắm á. Thôi cô ơi, gia đình tôi á chắc không đủ tài chính đâu. Lô cũ còn chưa trả hết, tiền đâu mà mua lô mới. Chị ơi, đầu tư mà mình phải đầu tư liền tay. Có cái lô nào mà ngon á là mình phải chốt liền. Miếng đất ra đầu em. Ông định mua lô đất đó thiệt hả? Tiền đâu mà mua? Chuyện của tôi, tôi có cách của tôi. Nếu mà anh có nhã hứng á, thì ngày mai em dẫn anh đi xem tận mắt cái lô đất đó. Em xin phép anh chị, em về trước. Mẹ, gì nữa? Ông tính mua lô đất đó thiệt hả? Chứ sao, đất là có giá mà. Nhưng mà tiền đâu mà mua? Cầm sổ đỏ, vay ngân hàng. Ông bị điên hả? Tài sản gia đình mình có duy nhất căn nhà này, ông mang đi cầm cố, lỡ có chuyện gì xảy ra, mẹ của tôi ra đường ở hả? Đúng là đàn bà. Chuyện làm ăn để đó đàn ông lo cho. Một phần cũng do ông Nam hám lời nên cứ lầm tưởng đất cát mình mua đang được tăng giá trị. Sự cám dỗ thể xác của Kiều khiến cho người đàn ông này không đề phòng và muốn đầu tư thêm vào những dự án do Kiều môi giới. Điều này bắt đầu khiến cho bà Nhàn lo lắng. Mẹ, cái người đó là ai mà cứ vô nhà mình hoài vậy? Môi giới bất động sản, lần trước có dắt khách tới coi tính mua lô đất và ba con đặt cọc đó. Khách cái gì mà khách, con thấy hai người đó giống người yêu hơn á. Con nói vậy là sao? Thì con mới thấy cái người đàn ông hôm trước ngồi ở đây, đang đứng ngoài đầu hẻm chờ cái cô đó đó. Sao kỳ vậy ta? Cổ nói là ổng giận, ổng bỏ đi mua lô khác rồi mà. Mẹ cẩn thận nha. Dạo gần đây con thấy báo chí cứ đăng mấy cái vụ lừa đảo đầu tư bất động sản này nhiều lắm đó.
anh nghe nè, anh tới liền, bà đi rồi. Với suy nghĩ chốt hợp đồng với khách hàng trên giường nên Kiều không ngần ngại hẹn ông Nam đến thẳng khách sạn. Nhưng lần này kế hoạch của Kiều bị chính Trinh phát hiện. Chị anh có lâu không cưng? Sao mà không lâu? Mà cái bà vợ của anh á, sao mà tính toán quá à? Đàn bà mà em, hơi đâu em để ý. Anh chuẩn bị đầy đủ tiền để ra công chứng chưa? Tiền thì anh chuẩn bị rồi. Mà anh phân vân cái lô đất sau của em á. Trời ơi, anh còn phân vân cái gì nữa? Em đã nói với anh rồi, đầu tư là phải liền tay. Với lại á, hàng công ty bên em á, đầu tư là bảo đảm có lợi nhuận. Không lẽ em vậy đi lừa anh? Anh không lừa em thì thôi chứ, phải không? Mở cửa ra. Nữa, mẹ thấy chưa? Con nói có sai đâu. Thì ra con dụ dỗ chồng tôi đầu tư bất động sản bằng cách này đó hả? Bà thôi đi. Bà đi ra để cho mẹ xử. Tôi nói hai mẹ con bà thôi đi. Ghen chồng tại trận, trong cơn nóng giận, bà Nhàn cùng Trinh đã dùng vũ lực xé hết quần áo, quay clip trần trụi của Kiều rồi tung lên mạng xã hội. Hành động này của hai người phụ nữ đã vô tình phạm tội, hành hung và làm nhục người khác. Nhận được đơn tố cáo của Kiều, lực lượng công an đã điều tra và bắt khẩn cấp bà Nhàn và Trinh. Trước hội đồng xét xử, cả hai đều cúi đầu nhận tội và chịu hình phạt thích đáng. Qua vụ án trên, may mắn không thiệt hại mạng sống của nạn nhân, nhưng hậu quả để lại là vô cùng đáng tiếc. Giả như Kiều có suy nghĩ tích cực hơn trong công việc, ông Nam nghiêm túc hơn trong cách sống và hai mẹ con bà Nhàn kiềm chế cơn tức giận, thì giờ đây trong gia đình họ rộn rã những tiếng cười. Ông nghĩ sao mà ông đòi mua cái lô đất đó vậy hả? Đúng là đàn bà. Bà không có biết gì hết trơn á. Tôi không hiểu biết. Bây giờ ông giải thích cho tôi nghe coi. Bà Nhàn không nên nặng lời với chồng mình. Bà phải tế nhị nói chuyện một cách nhẹ nhàng để ông Nam hiểu được nguyện vọng của vợ và con gái. Chỉ còn có nhiêu đó à? Mà đã thống nhất là để cho con Trinh nó đi du học rồi. Cái lô đất đó có gì mà anh thích quá vậy? Đất của đó đang tăng giá mà em. Tiền trong sổ tiết kiệm mình còn có nhiêu đó à? Mà mình thống nhất ngay từ đầu á là để cho con nó đi du học rồi. Đầu tư á thì không lúc này, lúc khác cũng được mà. Thôi, tất cả vì tương lai con mình ha. Thống nhất vậy anh ha. Ừ. Đất này có giá, không mua thêm thì thôi. Bán gì mà bán. Nếu mà anh chị muốn mua, bên em còn một lô đất khác nữa cũng đang có giá dữ lắm á. Chính ông Nam nên nhận thấy những cử chỉ hành động chèo kéo của Kiều để ý thức được con người của cô gái này mà có cách đề phòng, không vung tiền một cách vô tội vạ để rồi nhận trái đắng. Là mình phải chốt liền miếng đất đó để bà chồng anh tính lại nha.
chuyện làm ăn không có gấp gáp được. Đúng rồi đó, mong em thông cảm. Muốn đầu tư á thì phải bán miếng đất cũ rồi mới tính tiếp. Dạ, vậy thì thôi, em hẹn anh chị lần sau. Mở cửa ra. Đứa, mẹ thấy chưa, con nói có sai đâu. Thì ra cô dụ dỗ chồng tôi đầu tư bất động sản bằng cách này đó hả? Bà thôi đi. Bà Nhàn, bà Trinh đều là những người có học thức. Hơn hết, Kiều cũng là phụ nữ. Cả hai nên cư xử đúng mực và tự biết kiềm chế bản thân mình. Thì ra cô dụ dỗ chồng tôi đầu tư bất động sản bằng cái cách này đó hả? Mọi người bình tĩnh đi. Anh xin lỗi. Anh... Thôi, cũng đừng nói gì nữa. Chị nhà mình về già tự giải quyết.